Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay trên khu vực tỉnh xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đan xen với những khoảng nắng nên nền nhiệt độ ngày hôm nay giảm từ 1 cho đến 2 độ so với ngày hôm qua, còn độ ẩm tăng lên. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 32 đến 33 độ, còn độ ẩm dao động từ 70 đến 80%. Đêm nay và ngày mai, thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ban ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối ngày 30 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, ở các nơi trên khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 40mm và có nơi trên 50mm. Mưa dông tập trung về chiều tối và đêm, kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người hay sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Vì vậy, bà con cần hết sức đề phòng. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết bao vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ban ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ban ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ban ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.